Mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước những vận hội và thách thức trong quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta vững bước hơn khi có ánh sáng nghị quyết đại hội 12 của Đảng soi đường chỉ lối. Tuy nhiên, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được hoạch định phù hợp thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân, nhưng cần phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, nhân tố quyết định để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 năm 2016, cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong những năm gần đây. Trong tháng 1 năm 2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124.000 người, tăng 19,8%. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2016 gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của cả nước tháng 1 vừa qua đã không hề thay đổi so với tháng trước và chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số CPI tháng 1 năm nay đã phá vỡ quy luật thị trường nhiều năm trước đây khi CPI tháng sát Tết thường tăng cao. Năm nay, cho dù trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tính CPI có tới 9 nhóm tăng giá, nhưng mức tăng cũng rất thấp, dưới 1%. Ngược lại, do giá xăng dầu, giá ga giảm mạnh nên chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 6,44% so với tháng trước, góp phần giảm CPI chung khoảng 0,27%. Giá cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường nhìn chung ổn định là tín hiệu vui đối với người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan lơ là với nhiệm vụ kiểm soát CPI, bởi chu kỳ tính CPI tháng 2 mới rơi đúng vào thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hóa dịch vụ tăng cao. Nếu không có biện pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường một cách hiệu quả, bảo đảm cung cầu hàng hóa để không xảy ra thiếu hàng, sốt giá, thì khó tránh khỏi tình trạng tăng giá tát nước theo mưa. Chưa kể đợt rét đậm rét hại diễn ra những ngày cuối tháng 1 vừa qua có thể làm nguồn cung một số hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm bị ảnh hưởng, khiến giá cả rục rịch tăng. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, CPI tháng 2 sẽ tăng nhưng mức tăng không cao, không đột biến. Theo Bộ Công Thương, đến thời điểm này các địa phương trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, trong đó có 40 địa phương thực hiện chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường. Theo đánh giá sơ bộ, lượng hàng hóa cho dịp Tết ước đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10-15% so với Tết năm trước. Bảo đảm các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết sẽ không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Hàng hóa được bán tại gần 8.600 chợ, hơn 750 siêu thị và khoảng 150 trung tâm thương mại, hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi. Các chuyến bán hàng lưu động trên khắp cả nước và hội chợ xuân, chợ nông sản phục vụ Tết, phiên chợ hàng Việt. Năm nay, nhiều địa phương tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn theo hướng xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Bộ Công Thương đã chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp tăng thời gian phục vụ Tết tại các điểm bán hàng bình ổn theo hướng nghỉ Tết muộn. Nhiều siêu thị đã cam kết sẽ phục vụ đến tối cuối cùng của năm, tức 29 tháng Chạp, và mở cửa sớm vào ngày mùng 2 Tết. Một số doanh nghiệp bố trí điểm bán hàng không nghỉ Tết nhằm hạn chế tâm lý mua hàng tích trữ, gây tăng giá những ngày giáp Tết và sau Tết. Năm 2015, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 7,94 triệu lượt, tăng 0,9% so với năm 2014. Lượng khách du lịch nội địa đạt 57 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 338.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, năm 2016, ngành du lịch phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu tổng doanh thu từ du khách đạt 370.000 tỷ đồng.
Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục Du lịch đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2016. Ngành du lịch xác định nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp và đồng bộ trong các hoạt động. Cụ thể, Tổng cục Du lịch sẽ đề xuất với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và chiến lược phát triển thương hiệu du lịch. Hai chiến lược trên sẽ triển khai đồng bộ cùng chiến lược marketing du lịch đến năm 2020. Chuyển sang phần tin quốc tế. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura đã bày tỏ lạc quan về cơ hội lịch sử cho hòa bình Syria. Phát biểu sau cuộc gặp các thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao HNC, đại diện cho liên minh gồm các nhóm đối lập chính Liên minh Dân tộc Syria và nhiều phe phái đối lập lớn đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura đã bày tỏ lạc quan về cơ hội lịch sử cho hòa bình Syria. Mặc dù không cho biết thêm chi tiết, song ông de Mistura nhấn mạnh rằng ông lạc quan bởi đây là cơ hội lịch sử không thể bị bỏ lỡ. Trước đó, đại diện của HNC tuyên bố họ sẽ không tham dự các cuộc đàm phán gián tiếp với phái đoàn chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nếu tình hình nhân đạo tại Syria không có chuyển biến. Ông de Mistura cũng cho biết chưa rõ liệu HNC có đồng ý về một cuộc gặp chính thức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ sau ngày 31 tháng 1 hay không. Anh và Liên minh châu Âu EU đã không thể đạt kết quả trong việc thảo luận Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu. Thay vào đó, Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk đã nhất trí tăng cường thêm một ngày đàm phán. Trước đó, tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Cameron đã đệ trình một danh sách trong đó nhấn mạnh những lĩnh vực EU cần phải cải cách. Đó là hạn chế phúc lợi đối với người nhập cư trong EU, biện pháp bảo vệ chống lại sự hội nhập chính trị nhiều hơn trong EU, cơ chế bảo vệ các nước không sử dụng đồng tiền chung euro và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế giữa các nước thành viên. Về phần mình, ông Tusk bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận giữ Anh lại EU tại hội nghị thượng đỉnh khối vào tháng 2 tới, mặc dù yêu cầu chính trong danh sách mà Thủ tướng Anh đệ trình liên quan tới lợi ích của người nhập cư vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ các quốc gia khác trong khối. Thủ tướng Italia Matteo Renzi lên tiếng cáo buộc những người muốn phá hỏng khu vực đi lại tự do theo tinh thần của thỏa ước Schengen là đang muốn phá hủy châu Âu. Ông Matteo Renzi cam kết Italia sẽ không để điều đó xảy ra. Ông Renzi có phát biểu trên một ngày sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Angela Merkel về cuộc khủng hoảng người di cư vốn đang đe dọa đẩy hiệp ước Schengen về đi lại tự do đến chỗ bị hủy bỏ. Kể từ đầu năm nay, các nước châu Âu đã thực hiện một loạt các biện pháp kiểm soát biên giới trong nỗ lực ngăn chặn dòng người tị nạn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư đã đưa đến những cảnh báo về số phận của Liên minh châu Âu EU. Trong những tháng cuối năm 2015, 6 trong số 26 nước thuộc khu vực đi lại tự do Schengen đã tái thiết lập việc kiểm soát biên giới tạm thời, nhưng không đóng cửa biên giới hoàn toàn. Đó không phải là vấn đề duy nhất đe dọa EU. Một vấn đề khác là nước Anh đang chuẩn bị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục ở lại hay ra khỏi EU. Các chuyên gia cảnh báo sự ra đi của nước Anh có thể khiến EU tan rã. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát châu Âu Europol nhận định các nhóm buôn người đang lợi dụng cuộc khủng hoảng di cư ở đây để bắt cóc trẻ em. Ông Brian Donan, giám đốc Europol cho biết, khoảng 10.000 trẻ di cư đã mất tích sau khi tới châu Âu, ít nhất 5.000 trẻ biến mất ở Italia và khoảng 1.000 trẻ mất tích ở Thụy Điển. Theo ông Donan, mạng lưới tội phạm khắp châu Âu đang nhằm vào trẻ em di cư. Europol đã có bằng chứng về việc tội phạm lạm dụng tình dục trẻ di cư, đặc biệt ở Đức và Hungary. Ông Donan khẳng định các nhóm tội phạm các châu Âu đã rình rập để bắt trẻ em di cư trong 18 tháng qua. Ông cũng tiết lộ rằng giới chức Đức, Hungary đã bắt rất nhiều đối tượng liên quan tới hành vi bắt cóc dân tị nạn. Cảnh sát cũng phát hiện những nhóm đưa người vào châu Âu trái phép tham gia hoạt động buôn người. Số phận của những trẻ tị nạn không đi cùng người thân đang trở thành mối lo lớn ở châu Âu trong bối cảnh số lượng trẻ mất tích tăng dần. Các nguồn tin trong một bệnh viện chính phủ cho biết tổng cộng đã có ít nhất 69 người thiệt mạng sau hàng loạt vụ tấn công liều chết ở một cộng đồng gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno, thuộc khu vực Đông Bắc nhiều bất ổn ở Nigeria. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, ít nhất 65 người thiệt mạng trong một vụ tấn công do nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram thực hiện gần thành phố Maiduguri. Theo người phát ngôn quân đội Nigeria, đại tá Mustafa Ankas, các phiến quân Boko Haram đã tấn công cộng đồng Dalori, cách Maiduguri khoảng 5 km về phía đông vào tối ngày 30 tháng 1. Thành phố Maiduguri bị xem là cái nôi của Boko Haram
mối đe dọa an ninh lớn đối với Nigeria cũng như khu vực Tây Bắc Phi khi liên tục tiến hành các cuộc tấn công gây nhiều thương vong dân thường và làm gia tăng quan ngại về bất ổn của khu vực. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.